Sự thật về ổ bánh mì bà Huynh nặng tới nửa ký. Từ bây giờ thì tụi mình cũng không phải chờ đợi kín mít trong hẻm nữa, vì bánh mì bà Huynh đã chuyển sang mặt bằng mới ngay vòng xoay cúng mình luôn. Với cái giá là 48k một ổ cùng với cái thương hiệu bánh mì á, nhiều người đã quá quen thuộc rồi đúng không? Nhưng mà đây là lần đầu mình ăn thử. Mình nhờ mọi người đếm giùm mình xem là bao nhiêu lát thịt, bao nhiêu lát chả nha, chứ mình coi tới đây là mình lú lắm rồi ý. Một ngày đông biết bao nhiêu khách, nhưng mà tất cả nguyên liệu đây đều là tự làm ha, như là từ bơ, chả bông, thịt chả các thứ luôn. Không phải là mình quan tâm tới các drama trước đó mà tới thử đâu, mà vì đây là mua một mà được hai luôn, ngại gì mà không thử. Mọi người ấn nút quan tâm bánh mì bà Huynh rồi đến trực tiếp cửa hàng để mua là được áp dụng ngay thôi. Mình nghe bảo là cái giấc chiều mà 4-5 giờ đông lắm luôn, nên là mình đi lúc 12:01 rồi chưa mà cũng đông không kém. Ổ to thì sẽ có giá là 62k, còn ổ nhỏ sẽ là 48k. Nhưng mà cá nhân mình thằng thật mà nói, nhìn sơ qua cũng khó mà đoán được đấy. Cầm trên tay rồi mới biết là nó siêu to siêu nặng luôn. Cỡ ai mà ăn hết được nguyên một cái ổ bánh mì bà Huynh này thì chắc là đô cao lắm luôn ấy. Trước tiên là cái vỏ bánh mì được nướng qua lại nên là ăn rất là giòn luôn. Topping thì ngập ngụa.